kho báu truyền thuyết còn có tên gọi quốc tế là Wasabi Drawhouse Chase, là tự game sở hữu đồ họa 3D đẹp mắt và tạo hình đậm chất anime, chuẩn bị ra mắt game thủ Việt Nam trong tháng 11 này. Sở hữu cốt truyện không còn quá xa lạ với đại đa số chúng ta khi bối cảnh được mang hoàn toàn từ cốt truyện nguyên bản sang. Kho báu truyền thuyết chiều lòng những fan hâm mộ trung thành của One Piece bằng những nhân vật được giữ nguyên tạo hình đến cách thức ra chiêu, tạo cho người chơi cảm giác được tự mình khám phá và truy tìm kho báu ở ngoài biển khơi. Hóa thân thành thuyền trưởng trên hành trình chiêu mộ những binh đoàn mới để cùng chinh phục cả đại dương. Kể cả khi chưa từng nghe qua manga hay bộ phim, thì trò chơi vẫn có thể thỏa mãn được game thủ qua đồ họa đặc sắc và hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn. Game sẽ gián tiếp dắt người chơi đi qua từng tập phim với những tương tác với đội ngũ thành viên và các câu chuyện. Qua đó, bạn không cần phải có nền tảng kiến thức đối với bộ phim mà vẫn có thể nắm chắc được cốt truyện, nội dung của trò chơi. Thuộc thể loại game thẻ tướng nhập vai đánh theo lượt, với cơ chế quen thuộc nên game thủ dễ dàng tiếp cận cũng như làm quen với lối chơi. Các nhân vật trong game đều sẽ mang theo mình một vai trò và hệ khác nhau, với hơn 100 nhân vật được bám sát nguyên bản. Người chơi sẽ được chiêu mộ những nhân vật mình yêu thích bằng nhiều cách, qua đó hoàn thiện đội hình theo hướng mà game thủ mong muốn nhất. Nếu bạn bận rộn và không thể dành thời gian nhiều để chơi game, hay đơn giản là bạn quên vào game thì cũng đừng quá lo lắng. Kể cả khi người chơi up file, các nhân vật trong trò chơi sẽ tự động cày cuốc thay bạn thông qua hệ thống AFK ủy thác. Tuy sở hữu lối chơi đơn giản, nhưng người chơi phải tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị cho mình một đội hình phù hợp dựa trên nâng cấp kỹ năng và sức mạnh của từng nhân vật để giành lấy chiến thắng. Với mục tiêu mang lại nhiều sự giải trí, không gây nhàm chán cho người chơi, nên game có rất nhiều chế độ để chọn lựa như PvE truyền thống, co-op. Hệ thống âm thanh và hiệu ứng ra đòn của trò chơi làm rất tốt vai trò của mình khi mang lại cho người chơi cảm giác hưng phấn cho mọi trận chiến. We'll be right back.